gặp gỡ với chủ tịch hội đồng thi quốc tế để giới thiệu và hướng dẫn cho tất cả anh chị về cách thức chấm thi và quy tắc chấm thi ạ. Tiếp theo, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có chuẩn bị tiệc mặn cho tất cả anh chị em ban giám khảo. Và sau khi chúng ta kết thúc phần này thì vui lòng tất cả anh chị em ban giám khảo có mặt ở đây, chúng ta sẽ lấy phần vé. Vâng ạ, tất cả mỗi chị chúng ta đều có một vé mời của ban tổ chức. Và vé mời này là chúng ta chỉ dành cho một người thôi ạ. Và đây là quyền lợi của anh chị em ban giám khảo. Nên vui lòng sau khi kết thúc về phần họp này thì anh chị chúng ta ra khu vực sảnh ngoài của ban tổ chức, có khu vực để anh chị lấy vé của chúng ta tham dự chương trình này. Mọi thông tin chi tiết thì anh chị có thể chi tiết hỏi ở tại khu vực quầy lễ tân để đảm bảo tiêu chí là chúng ta nắm rõ được lịch trình của chương trình ạ. Và kết thúc của chương trình ngày 27 thì chúng ta sẽ về nghỉ ngơi, giữ sức khỏe. Và ngày mai là một ngày có lẽ là một ngày làm việc vô cùng là nhiều công sức của anh chị. Vậy nên tôi mong muốn tất cả anh chị ngày hôm nay sau khi kết thúc phần vinh danh, vui lòng anh chị chúng ta di chuyển về nhà nghỉ ngơi để giữ sức khỏe đúng không ạ? Đó. Và ngày mai thì đúng 7 giờ tất cả anh chị em trong ban giám khảo chúng ta sẽ có mặt tại địa điểm thi chúng ta là khu vực phía bên hội trường thứ hai, diện tích gấp 2 lần ở đây. Và lát nữa thì anh chị ban giám khảo chúng ta có thể tham quan về layout của khu vực thi để chúng ta hiểu rõ hơn về địa điểm thi cũng như là vị trí của từng bộ môn thi ạ. Và sáng ngày mai thì chúng sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 7 giờ 30 là tất cả các anh chị em ban giám khảo phải có mặt tại khu vực địa điểm thi. Thứ nhất là phối hợp với ban giám khảo quốc tế cùng với ban tổ chức để hỗ trợ cho thí sinh lấy số danh cùng với tất cả những hạng mục thiết bị liên quan tới thí sinh. Và chỉ có mỗi ngày hôm nay thôi thì anh chị ban giám khảo chúng ta dành khoảng tầm 10 phút hỏi lại thí sinh của mình đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi chưa. Bởi vì tiêu chí thi lần này bên phía IDEA quốc tế họ chấm về câu chuẩn bị rất là lớn. Đó. Từ vệ sinh đến khu vực, dụng cụ và phong cách thi, phong tác thi của người làm việc, kỷ luật về thời gian rất quan trọng. Nên là tôi chúng tôi mong tất cả các anh chị và tất cả chúng ta làm sao lần này chúng ta chỉ có 5 giải xuất sắc. Và 5 giải này có một cái giá trị rất là lớn, đó là IDEA quốc tế, không phải chỉ của bên Korea. Và 5 bạn này sẽ là 5 bạn sẽ là đại sứ cho chúng ta, cho sự phát triển bài về quốc tế trong năm tới. Nên chúng ta, tôi mong muốn tất cả chị em giáo ngồi ở đây cầm cân lẩy mực, tìm ra những người chất lượng tốt nhất cho chúng tôi. Và từ 8 giờ 30 đến 10 giờ dự kiến, tất cả đây là thời gian dự kiến, chúng ta sẽ tham dự chương trình lễ khai mạc của hội thi. Và vui lòng lễ khai mạc hội thi là tất cả các anh chị em ban giám khảo chúng ta sẽ sắp xếp theo định hướng của ban tổ chức. Và từ 10 giờ đến dự kiến 12 giờ 30 chúng ta sẽ kết thúc hội thi. Hội thi chúng ta sẽ diễn ra 2 ca, K1 và K2. Toàn bộ lộ trình chúng tôi sẽ gửi cho trưởng ban giám khảo và ban giám khảo sẽ vui lòng gửi lại tất cả các ban giám khảo khác. Chúng ta sẽ chia theo 2 ca. Mỗi một ca tùy thuộc vào module thi, thời lượng thi. Có những module là 60 phút và có những module là 75 phút. Trong quá trình tổ chức thi, các bạn ban giám khảo làm việc dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của ban giám khảo. Và tất cả các trưởng ban giám khảo làm việc dưới sự hỗ trợ, cố vấn của tổng trưởng ban giám khảo. Đó. Và sau khi kết thúc cuộc thi thì mọi người nghỉ ngơi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Dự kiến 1 giờ 30 chúng tôi sẽ tổ chức lễ trao giải cho thí sinh. Với hệ thống thí sinh của chúng tôi lần này, vừa thí sinh Việt Nam và vừa thí sinh quốc tế, với 6 bộ môn và hàng chục module, chắc chắn một điều rằng trong quá trình thi không thể không có hạt sạn. Tuy nhiên, tôi mong muốn tất cả anh chị ngồi ở đây, chúng ta mỗi người một cánh tay, làm sao hạt sạn ngày càng lớn thì sẽ thành nhỏ hơn. Đó là tất cả được hay không là do sự cố gắng của anh chị, sự phối hợp hài hòa của anh chị ạ. Nếu quý vị các bạn đồng ý thì cho tôi một tràng tay được không ạ? Vâng. Và sau khi kết thúc phần trao giải chúng tôi thì chúng ta có những timeline trao giải như sau ạ. Chúng ta sẽ có timeline trao giải từ các hệ thống giải khuyến khích, đồng, vàng, bạc và ấn tượng. Tất cả về số điểm cũng như về cách thức chấm điểm thì chúng tôi đại diện ban tổ chức Korea cùng với đại diện tổng trưởng ban giám khảo Việt Nam cùng với tổng trưởng chấm điểm Việt Nam để lựa chọn ra những thí sinh có đạt hiệu quả và kết quả cao nhất. Xin ý rằng như sau ạ. Trong ngày mai thì với bộ môn Backup
Chúng tôi có khu vực chuẩn bị về sân khấu. Vậy thì bên bộ ép lưu ý trong việc khâu về trình diễn. Và xin thưa rằng là trong ngày mai, ngoài hoạt động hội thi ra thì ở phía bên chúng ta đang ngồi tại đây vẫn là một hoạt động giao lưu triển lãm và chia sẻ về các sản phẩm mới, công nghệ mới. Ngày mai vào lúc tầm 16:30 tức là 4:30 thì tại địa điểm đây sẽ tổ chức ra một chương trình rất đặc biệt để cũng mong muốn mang lại cho một màu sắc, một mảnh ghép hoàn toàn mới của IBA quốc tế, đó là chương trình Win Up Skits. Đây là một chương trình dành cho tất cả các em nhí, đặc biệt là các bé gái. Và đây là một hoạt động của Timestar kết hợp với hoạt động của Cordia tạo ra một dấu ấn mới cho sự kiện của chúng tôi. Bởi vì vẻ đẹp của chúng ta không chỉ là sự trưởng thành, mà vẻ đẹp của chúng ta xuất phát từ khi chúng ta còn đang ở một cái thời điểm là xuất phát đầu tiên, đúng không ạ? Một trẻ thơ. Và ngày mai chúng tôi mời tất cả các anh chị em ban giám khảo, mời tất cả các thí sinh, sau khi kết thúc phần trao giải, chúng ta nhanh chóng di chuyển sang bên phân hội trường này để tham dự chương trình Win Up Skits, cùng thưởng thức và cùng phối hợp với chúng tôi, đồng hành với tất cả các em nhí, là 30 em nhí ngày mai sẽ tỏa sáng tại sân khấu với hai bộ trang phục. Một là bộ trang phục của Hàn Quốc, hai là bộ trang phục giả hội. Và tôi chắc chắn một điều rằng đây sẽ là một phần dấu ấn mà anh chị không bao giờ quên, bởi vì chỉ có IBA quốc tế và chỉ có Timestar mới mang một màu sắc mới cho năm nay. Và đó là một trong cái lộ trình của chúng tôi mang lại cho tất cả anh chị trong sự kiện của chúng tôi năm nay. Với vai trò là một người đạo diễn và với vai trò là người có cơ duyên hoạt động trong lĩnh vực về làm đẹp, bản thân tôi hoạt động 10 năm về lĩnh vực sự kiện, nhưng thực sự là đã yêu về nghề này về rồi. Có thể các bạn biết tôi qua rất nhiều các sự kiện nhỏ cũng như những sự kiện về làm đẹp, và mỗi một sự kiện có những dấu ấn khác nhau, có những sự kiện có rất nhiều hạt sạn, nhưng có những sự kiện mà tôi cảm thấy hài lòng khi quý vị các bạn có thể bỏ qua những cái điều mà chúng tôi làm sơ suất. Vậy thì tôi mong muốn điều rằng với tâm nguyện này chúng ta đến đây, thứ nhất là giao lưu, thứ hai tranh tài thực sự, và thứ ba chúng ta sẽ mang lại một cái màu sắc, một cái team của Việt Nam, một cái đại diện Việt Nam với quốc tế, để họ thấy rằng là không chỉ với giám khảo quốc tế là Hàn Quốc, mà chúng ta có sự tham gia của 12 quốc gia, thì chúng ta sẽ mang lại cho những ấn tượng tốt nhất. Và một điều đặc biệt như sau ạ, tất cả các anh chị em ban giám khảo ngày hôm nay, chúng tôi sau khi kết thúc chương trình này sẽ trân trọng mời anh chị là những người hoạt động trong tổ chức IBA quốc tế, sẽ có rất nhiều cuộc thi của thế giới để mời tất cả anh chị tham gia và mời các anh chị đi chấm điểm ở bên các quốc tế, không phải chỉ ở bên Hàn Quốc không, mà chúng ta có 11 quốc gia trong hệ thống của IBA quốc tế ạ. Đó. Thì vừa rồi tôi cũng tổng quan một lộ trình và một cái phương hướng cho tất cả anh chị em có mặt ngày hôm nay. Và buổi sáng ngày hôm nay thì tất cả chị đã được gặp gỡ tất cả các trưởng ban giám khảo cùng với tổng trưởng ban giám khảo để có thể chia sẻ, tư vấn nhiều hơn với anh chị về chương trình cũng như về lộ trình chương trình. Về timeline lịch trình, về hướng dẫn ạ, hướng dẫn anh chị cách thức chấm điểm và module chấm điểm, thì từ 5 giờ đến 6 giờ ở phía bên trong đầu chúng tôi có đầy đủ tất cả các anh chị em trong hội đồng thi quốc tế, bởi vì trong buổi chiều ngày hôm nay là chúng ta có một số là các anh chị em ban giám khảo quốc tế họ đang chuẩn bị di chuyển về đây. Đó, do một chút trục trặc về về vé máy bay cũng như là về phương tiện đi lại, thì chúng ta sẽ chuyển cái thời gian hướng dẫn cách thức và quy cách chấm điểm của ban giám khảo vào lúc 5 giờ chiều tại trống đồng Trần Đăng Linh. Đó. Và sau khi chúng ta thực hiện phần đó xong là chúng ta ăn tiệc luôn tại đó. Thì đó là một trong những lộ trình mà tôi trao đổi tất cả anh chị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Có bất cứ một vấn đề gì thắc mắc thì lưu ý những người mà anh chị là mình như sau: một là các anh chị phản hồi với trưởng ban giám khảo, hai là trưởng ban giám khảo phản hồi với tổng trưởng, và tổng trưởng phản hồi với ban tổ chức để chúng tôi có kịp thời xử lý tất cả những vấn đề mà phát sinh trong quá trình khâu tổ chức ạ. Vâng ạ, vừa rồi thì tôi cũng có một cái thời gian để cùng chia sẻ với tất cả anh chị, rất mong rằng là các anh chị ngồi tại đây chúng ta sẽ có những cái timeline trong đầu của mình cũng như là cái lộ trình theo dõi. Và sau khi kết thúc phần phát biểu của tôi xin tất cả anh chị chúng ta dành cho 5 phút thì kiểm tra về lịch trình mà ban giám khảo đã báo tất cả anh chị rồi, đồng ý không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại tất cả anh chị vào buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng tỏa sáng. Vâng, và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn Mr.
Snake đã chia sẻ về lịch trình và hoạt động của hội thi IBSL ngày hôm nay, và chắc hẳn là Mr. Snake và Tamstar vô cùng vinh dự khi và tự hào khi được đồng hành và tổ chức một hội thi thành công như ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, là giống như là Mr. Snake vừa chia sẻ về hoạt động cũng giống như là lịch trình của hội thi IBSL năm 2019, thì ngày hôm nay trong buổi chiều của chúng ta sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ tại Trống Đồng Trần Đăng Ninh ở Cầu Giấy, Hà Nội, thì sẽ diễn ra một chương trình vô cùng đặc biệt, đó chính là đêm dạ tiệc tri ân ban giám khảo. Và chúng tôi hy vọng rằng là buổi đêm dạ tiệc tri ân dành đến cho tất cả các ban giám khảo sẽ là một đêm đáng nhớ và tuyệt vời, để tất cả các hội đồng ban giám khảo của chúng ta sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui và một buổi tối thật tỏa sáng, được không ạ? Vâng, và quý vị thân mến, là ngoài ra thì ngày mai vào ngày 28 thì chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các thí sinh tham dự hội thi IBSL của chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt về những phần dự thi của mình, để chúng ta sẽ có một buổi ngày mai làm việc thật hiệu quả. Và kính thưa quý vị, tiếp nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là một phần chia sẻ đến từ đại diện của Hàn Quốc. Và phần chia sẻ này sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều những bất ngờ, bởi vì là thời trang thì luôn luôn là những xu hướng cho chúng ta, đặc biệt là tất cả các chị em phụ nữ luôn update và cập nhật nó thường xuyên, đúng không ạ? Và thời trang và làm đẹp của Hàn Quốc thì được rất là nhiều đông đảo khán giả của Việt Nam mình mến mộ. Vậy thì đối với thời trang của Hàn Quốc năm 2019 sẽ như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời Mr. Quad của đại diện xứ sở Kim Chi sẽ lên giới thiệu về những xu hướng fashion của Hàn Quốc năm 2019. Lần nữa xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được mời đại diện bên phía Hàn Quốc là Peter Kwok sẽ cùng lên sân khấu để chia sẻ về xu hướng thời trang của Hàn Quốc dành đến cho tất cả các quý vị khán giả ngay sau đây. Vâng, và kính thưa quý vị thân mến, là chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là vào buổi chiều ngày hôm nay vào lúc 17:30 sẽ diễn ra đêm dạ tiệc tri ân dành đến cho hội đồng ban giám khảo tham dự chương trình. Và có lẽ rằng hội thi tay nghề quốc tế sẽ là một chương trình rất đặc biệt để tất cả chúng ta có thể tìm kiếm những gương mặt ưu tú cho sự phát triển của ngành làm đẹp quốc tế, và bên cạnh đó chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn về các bộ môn mà tất cả các quý vị đều tham khảo, chính là nail, phun xăm, da hay tất cả các bộ môn về ngành làm đẹp Việt Nam. Và ngay bây giờ thì có lẽ rằng là những xu hướng thời trang sẽ mang đến cho quý vị thật là nhiều những bất ngờ ngay sau đây. Và không biết là Peter Quark của chúng ta đang ở đâu ạ? Và xin được mời hội đồng ban tổ chức có thể mời ngài lên sân khấu được không ạ? Vâng, xin mời phía ban tổ chức. Vâng, và ngay bây giờ thì có lẽ rằng là bên đại diện phía Hàn Quốc đã chuẩn bị xong rồi. Và tất cả quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón đại diện thời trang bên phía Hàn Quốc sẽ cùng lên sân khấu để chia sẻ với tất cả quý vị. Trước khi chúng ta sẽ đến với những phần chia sẻ về phía bên đại diện Hàn Quốc thì chúng tôi vẫn còn rất là nhiều những phần chia sẻ từ đại diện Hàn Quốc với những phần make up, với các chủ đề nail, phun xăm ngày hôm nay đang dành đến cho hội đồng ban giám khảo và toàn thể tất cả các thí sinh tham dự triển lãm quốc tế IBSL năm